Xin kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ giảm mưa và Bắc Trung Bộ có mưa to cục bộ sẽ là nội dung chính cho bản tin thời tiết ngày hôm nay. Trong hôm nay các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp qua Bắc Trung Bộ kết hợp với rìa tây nam của lưới áp lục địa tăng cường, sau đó ổn định nên thời tiết trời chuyển tạnh giáo, trời xe lạnh vào đêm và sáng sớm. Riêng một số nơi thuộc vùng núi có thể giảm xuống dưới ngưỡng 19 độ. Sau đó vào ban ngày nhiệt độ có thể tăng lên và đạt ở ngưỡng là 30 đến 33 độ. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay trời nhiều mây, ngày có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi xảy ra mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại đây là 26 đến 29 độ, có nơi cao hơn. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ là từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Khu vực vùng cao Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay có mây và mưa rào cùng với rông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác do chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ yếu đến trung bình. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nên nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên là từ 27 đến 30 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Trên biển. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Nhiệt độ tại cả hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa sẽ không vượt quá mức là 32 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội có mây, không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ.